xin chào các bạn đã quay trở lại với thông tin văn hóa hàn quốc và mình là kiều anh người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin vô cùng thú vị đến từ đất nước Hàn Quốc tới cho các bạn. Và trong chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một trong những chủ đề vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng thú vị, đó chính là chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về 10 món ăn tiêu biểu của mùa thu tại Hàn Quốc. Trời ơi như mọi người đều biết rồi đúng không, mùa thu của Hàn Quốc thì vô cùng đẹp với những hàng cây mà đổi sang màu vàng rồi màu đỏ và với khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bên cạnh đó thì những món ăn của Hàn Quốc thì cũng vô cùng là tiêu biểu cũng như là ngon miệng Và trong những món đó thì khi mà nhắc đến đồ ăn Hàn Quốc Thì các bạn sẽ nhớ ngay đến những món khá là nổi bật Như là kim chi này, kim bắp này, bánh gạo cay hay là bánh cá đúng không? Nhưng trên thực tế thì khi mùa thu đến tại Hàn Quốc Sẽ có một số món ăn vô cùng đặc trưng và tiêu biểu trong mùa này Bây giờ các bạn hãy cùng Kiều Anh đi tìm hiểu về món ăn đầu tiên nhé cái tên đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay đó chính là bánh hốt tốc Bánh hốt tốc là một trong những món ăn đường phố vô cùng quen thuộc đối với các bạn trẻ xứ Hàn. Uhm, để mà nói sao nhỉ, kiểu anh thấy cái món ăn này nó khá là giống bánh mì của Việt Nam. tuy nhiên thì chiếc bánh này nó trông lại có phần hấp dẫn hơn nhiều. Bánh hốt tốc được làm từ bột mì có nhân là bột quế, đường nâu, vừng hay thậm chí là hạt bí. Loại bánh này thường được ăn nóng và nếu như ăn thì bạn nên cẩn thận bè đôi bánh ra để tránh bị bỏng khi ăn cái tên thứ hai tiếp theo đó chính là quả hồng quả hồng thì được xem như là một trong những món ăn một trong những loại quả mùa thu vô cùng tiêu biểu và đặc trưng cho đất nước hàn quốc uhm, khi mà nhắc đến quả hồng chắc là các bạn rất quen thuộc rồi đúng không và nổi bật nhất trong đấy thì kiều anh nhớ là món hồng treo gió một trong những món ăn phải nói là vô cùng vô cùng nổi tiếng luôn và quả hồng này thì được xem như là một trong những món ăn vô cùng dinh dưỡng và thậm chí là một trong những loại hoa quả được rất nhiều bạn trẻ hàn quốc ưa thích Hồng là loại quả rất giàu vitamin A, B, C và khoáng chất. Loại trái cây này đặc biệt tốt cho da và có tác dụng điều trị chứng nôn nao. Loại trái cây này cũng có hiệu quả cao trong việc làm ngưng các triệu chứng tiêu chảy. Hồng tươi có thể vị hơi chát nhưng sau một thời gian chúng sẽ trở nên ngọt hơn. Màu sắc của trái hồng cũng sẽ chuyển sang màu cam thẫm. Loại quả này chủ yếu để ăn luôn chứ không cần phải qua đun nấu và hồng xi si có thể để được đông lạnh, sau đó gọt vỏ để dùng như các loại quả khác hoặc để ăn giống như kem. Chúng cũng được thưởng thức chế biến thành món mứt salad tại Hàn Quốc. Thứ ba đó chính là quả lê. Nếu mà nói về Hàn Quốc chắc là khi mà muốn thu đến đó chính là mùa của các loại quả rồi. Quả lê tại Hàn Quốc thì được thu hoạch từ tháng 5 cho đến là tháng 9 Và lê nâu tại Hàn Quốc thì có một số vị khá là đặc trưng và tiêu biểu trong đó nó có vị giòn, ngọt, hơi chua Và nếu như bạn nào đã từng đến Hàn Quốc và thử qua món kim chi hành hay là kim chi cải thảo chẳng hạn thì nếu các bạn tinh ý sẽ nhận ra là người ta có trộn cả lê vào trong món kim chi này Và lê được xem như là một trong những thành phần quan trọng đặc biệt trong nước sốt của các loại kim chi Chính vì vậy khi đến Hàn Quốc vào mùa mùa thu thì bạn hãy thử qua các món lê tại ẩm thực đường phố ở đây nhé. Thứ tư đó chính là nấm thông. Nếu như ở Việt Nam thì chúng ta hay có là nấm kim châm, nấm dơm hay là một số loại nấm khác thì tại Hàn Quốc nấm thông là một được xem như là một trong những món ăn ngon và tiêu biểu nhất của mùa thu và nấm thông nó chỉ phát triển được khi ở cùng cây thông và được thu hoạch vào mùa thu thôi. Đây được xem như là một trong những loại nấm chứa nhiều chất dinh dưỡng này và được rất nhiều người ưa chuộng món ăn này. Nấm thông được xem là những viên kim cương trong rừng với giá trị dinh dưỡng rất cao, tốt cho việc ngăn ngừa các bệnh lão khoa, bảo vệ dạ dày và phòng chống ung thư. Nấm thông khá đắt vì chúng không thể trồng một cách đại trà mà phải thu hoạch trong môi trường tự nhiên nấm thông được thái lát rồi nướng hoặc chế biến cùng bào ngư thịt bò để làm thành món ăn hảo hạng bổ sung khoáng chất và protein giúp bồi bổ sức khỏe chính vì vậy công dụng tuyệt vời này mà giá của nấm thông luôn đắt đỏ song lại được các thực khách vô cùng yêu thích và cái tên thứ năm trong danh sách ngày hôm nay đó chính là hạt ngân hạnh Ừ, nếu mà nói về hạt ngân hạnh thì hẳn rằng là nhiều bạn vẫn còn khá là lạ đúng không? bởi vì thực ra ở Việt Nam thì loại hạt này không được phổ biến cho lắm. tuy nhiên tại Hàn Quốc nhất là vào mùa thu, hạt ngân hạnh được xem là một trong những loại thực phẩm đặc trưng tiêu biểu và cũng được khá nhiều người sử dụng loại hạt này. quả của cây ngân hạnh khi dụng sẽ có mùi rất hôi, nhưng thực ra đây là một loại thuốc giàu dinh dưỡng. thông thường đến mùa thu, những cửa hàng ven đường sẽ nướng quả ngân hạnh để bán tại Hàn Quốc cái tên thứ sáu trong danh sách này đó chính là hạt rẻ nướng trời ơi nói đến món này thì kiều anh cực kỳ thích rồi bởi vì thực ra đâu phải hàn quốc đúng không khi mà mùa thu mùa đông ở việt nam nếu mà bạn đi trên các con phố thì bạn cũng rất dễ thấy hạt rẻ nướng và người ta bán thành túi đúng không tuy nhiên hạt rẻ tại hàn quốc thì nó sẽ có một vài điểm đặc trưng hơn cũng như là một vài hương vị nó ngon hơn và khó lẫn được với hương vị của những hạt rẻ nơi khác và hạt rẻ Hàn Quốc được xem như là một trong những món ăn đường phố vô cùng quen thuộc Và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích Và trong đó nổi tiếng nhất là có những thứ gì được chế biến từ hạt rẻ nhở À kiểu anh nhớ rồi Ở Trong đó nổi tiếng nhất có thể là nói đến là bánh hạt rẻ của Hàn Quốc này Hay là hạt rẻ tầm mật ong này Vân vân và mây mây Rất nhiều Và nếu như bạn đến Hàn Quốc vào mùa thu Thì đây chắc chắn là một trong những món mà bạn không thể bỏ qua rồi Thứ bảy đó chính là hàu sống. Hàu sống là một trong những loại hải sản mà Kiều Anh thấy được khá nhiều người sử dụng hiện nay. Uhm, mọi người thì thường rất quen thuộc với món ăn như là hàu nướng, hành, mỡ đúng không? Tuy nhiên thì tại Hàn Quốc, hàu sống được xem như là một trong những món ăn phổ biến nhất. Và hàu sống cũng là một trong những nguyên liệu được chế biến thành rất nhiều món như là súp hàu chẳng hạn này. Uhm, nhưng mà thường thì các quý cô các quý ông tại Hàn Quốc người ta sẽ thường sử dụng hàu sống ăn nguyên con như vậy và người ta sẽ chấm kèm với xì dầu và uh, một số loại ớt đặc biệt chẳng hạn hàu sống mang lại dinh dưỡng cao được du khách cực kỳ ưa chuộng bạn muốn thưởng thức các món ăn ngon từ hàu thì hãy đến với vùng đất tông dương tại Hàn Quốc tại đây hàu được lựa chọn rất kỹ sau khi đánh bắt và chỉ có những con hàu còn tươi sống, mập thịt mới được tuyển lựa để chế biến món ăn. Tông Yên được ví như là thành phố của hàu vì lượng hải sản được tiêu thụ tại đây chiếm hơn 80% sản lượng của cả nước Hàn Quốc. Thứ 8 đó chính là cua. Cua càng xanh Hàn Quốc thì chỉ có tại mùa thu và mùa xuân thôi và loại cua này thì vô cùng béo ngậy cũng như là mỡ. Và người Hàn Quốc thì cho rằng con cua càng xanh này ngon nhất là trước thời điểm mà chúng có trứng. Và chính vì vậy khi mà đến Hàn Quốc thì những món ăn tiêu biểu mà nhất là trong đó là có món cua ngâm tương hoặc là cua ngâm ớt chẳng hạn Nếu như bạn đến Hàn Quốc thì chắc chắn phải thử qua món này rồi Tuy nhiên thì Kiều Anh cũng phải có một vài điểm lưu ý nhá Đó chính là đối với những bạn mà bị dị ứng hải sản hay là không ăn được đồ tươi sống Thì tuyệt đối đừng nên thử qua món này Bởi vì có thể các bạn sẽ phải nôn mửa ngay lập tức đấy Cua càng xanh được chế biến bằng nhiều cách khác nhau như được nấu thành súp và nhiều loại hải sản khác hoặc hấp. Một cách chế biến khác cũng rất hấp dẫn đó chính là ghê Cua nguyên con được ướp trong nước sốt đậu nành hoặc nước sốt cay đỏ. Cua xanh không chỉ ngon mà còn có nhiều chất dinh dưỡng. Vỏ cua có chứa canxi, kitin, thịt cua thì dồi dào các axit amin và vitamin cần thiết. Cái tên thứ 9 trong danh sách những món ăn tiêu biểu của mùa thu tại Hàn Quốc ngày hôm nay đó chính là tôm jumbo tôm jumbo là một trong những loại tôm đặc trưng chỉ có tại hàn quốc thôi và nhiều người dân hàn quốc thì nói với nhau rằng là tôm jumbo là một trong những loại tôm khá là khó đánh bắt bởi vì loại tôm này thì chết khá là nhanh sau khi được đánh bắt Chính vì vậy đây là một trong những món ăn mặc dù được rất nhiều người yêu thích nhưng sản lượng tiêu thụ của nó thì không cao lắm bởi vì thực ra là nó không có nhiều và chỉ có vào mùa thu thôi. Và thường thì cách chế biến tôm jumbo của người Hàn đó chính là người ta sẽ luộc, hấp hoặc là sơ chế qua và người ta sẽ rắc một ít muối và hấp những con tôm này cho đến khi chuyển sang màu đỏ. Tôm jumbo có vị mặn Do đó có thể ăn mà không cần nước sốt. Nếu bạn thích thưởng thức tôm jumbo một cách đậm đà hơn thì có thể ngâm chúng trong hỗn hợp giấm và nước sốt tương đỏ. Và cái tên cuối cùng trong danh sách những món ăn tiêu biểu của mùa thu tại Hàn Quốc đó chính là cá mòi. Cá mòi thì được xem như là một trong những loại hải sản chỉ có vào mùa thu thôi và hàm lượng dinh dưỡng của nó vô cùng cao. Nếu như bạn đã từng đến Hàn Quốc hay là chúng ta xem qua những bộ phim truyền hình chẳng hạn thì bạn sẽ thấy rằng là cá mòi được chế biến thành rất nhiều món ăn và nó sẽ xuất hiện trong rất nhiều bữa cơm của người Hàn Quốc nhất là vào mùa thu. Vào mùa thu, cá mòi chấm tích trữ nhiều chất dinh dưỡng chuẩn bị cho một mùa đông dài lạnh giá. Chính vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất để thưởng thức món ăn này là từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11. Cá mòi chấm càng lớn thì có độ béo càng nhiều nên bạn nên thưởng thức những chú cá từ 15cm trở lên. Vâng, vừa rồi là 10 món ăn tiêu biểu của mùa thu tại Hàn Quốc mà bạn nhất định phải thử một lần khi đến du lịch tại đất nước này. Và trong những món ăn vừa rồi thì có món nào mà bạn không thử được không? Hay nếu như bạn thấy còn nhiều món ăn khác tiêu biểu mùa thu ở của đất nước này thì hãy comment ở ngay dưới video này để Kiều Anh được biết thêm nhé. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như là theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn thấy video ngày hôm nay hay và bổ ích thì hãy like, share, subscribe và đừng quên nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Bye bye.